Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự. Và lúc này thì chúng tôi di chuyển từ Gia Lâm, Hà Nội, rẽ trái lên Đông Anh. Nơi đây là di tích lịch sử là thành Cổ Loa. Đi về hướng tây bắc trên ga Đông Anh. Hello cả nhà nhé. Hôm nay tôi đã di chuyển tới Đông Anh, rất là gần với lại phòng cháy chữa cháy ở tại thị trấn Đông Anh. Và hôm nay thì tôi qua nhà anh để lấy tranh một số tác phẩm. Và ngay ở cổng thì đã có rất nhiều ga rồi, mời quý vị vào xem. Chưa tiến máy luôn đấy, cái gì được không? Chưa gần vào tí rồi con. Đi vào. Tự nhiên lại to quá nhỉ. Lúc này thì chúng tôi di chuyển tới nhà anh Hoan ở tại Đông Anh, Gia Lâm, Hà Nội. À, xin lỗi, Đông Anh. Vừa rồi rất xin lỗi quý vị và các bạn do chờ lỗi chân máy quay nhá. Thời tiết nó cũng oi nóng cho nên là chân máy quay nó cũng có sự trục trặc, các bạn thông cảm. Vì tôi muốn nối liền vào. Ở đây là tại vườn cây nhà bác Hoan. Bác chơi ở phía trên là lan, phía dưới là cây bonsai. Nhà bác thì cũng những cây bonsai khá nhẹ nhàng, cũng dễ di chuyển thôi. Rất nhiều lan ở phía trên. Và anh còn muốn tiếp tục một dàn nữa để cho nó mát khuôn viên. Đây là những cây bonsai mini. Vâng, có lẽ là chân máy quay của tôi nó yếu pin nên là nó hơi bị chao đảo, các bạn quý vị và các bạn thông cảm. Cũng nhiều công việc quá cho nên là nó cũng có sự cố các bạn nhé. Có thể là do yếu pin hoặc cũng có thể là do nó có sự cố ở chân máy quay. Đây là những bông lan rất đẹp được nở vào bình minh buổi sáng. Đây là chị nhá. Vâng. Đây là chị La. Phu nhân. À chị gái. À vâng, em xin lỗi, chị gái của bác Hoan. Em mới đến nên là chưa rõ được các thành viên trong gia đình. Vâng ạ. Cây sung à bác? Sung. Rất xin lỗi quý vị, ngày hôm nay nó bị trục trặc. Lúc này thì do chân nó bị hết pin nên tôi lại phải cầm đến tay, các bạn thông cảm nhé. Khi cầm tay thì nó có hơi rung một chút. Đây là những cây xanh ở vườn tại khuôn viên của anh. Rồi cây đề. Lúc này thì anh chuẩn bị cho chúng tôi một cái quạt công nghiệp. Ở phía trước sân là những tác phẩm bonsai. Hôm nay anh cũng muốn nhờ chúng tôi xử lý. Vâng, alo ạ. Alo. Rồi.
cả cây đa, cây đề, những cây xanh. Lúc này chúng tôi đang ở xã Uy Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội các bạn nhé. Rất gần mấy thành Cổ Loa. Lúc nãy nó do trục trặc bị hết pin chân máy quay cho nên là nó bị chao đảo một số các bạn cố gắng. Một thời gian ngắn ngủi thì chúng tôi cũng cắt giật lại và tạo nên một số những cái điểm nhấn cho cây. Các bạn thấy như tác phẩm cây xanh này là một trong những cây xanh cũng rất già. Các bạn thấy những ưu biếu ở phần gốc. Đó. Và bây giờ thì chúng ta chơi sạch, chơi kỹ thì chúng ta bóc những cái rễ nó quấn vào thân đi. Để nó khoe được những cái phần ưu biếu của thân chính. Thì chúng ta cảm nhận cây nó sạch mà nó thoát hơn. Hai ông đánh cờ nhưng mà hơi to mất tí. Thấy như những cái rễ mà nó bấm quạt bấm vào cái thân này, nó bám vào thân này thì chúng ta nhìn thấy là nó không được sạch thân, hai nữa là nó không khoe được cái độ chun già của thân các bạn nhé.
dưới là bám vào đây là mình sát hết đủ đúng không? Chứ không còn lộ cái thân ra không thôi. Yep.
Tác phẩm này chúng tôi không cần đục đẽo các bạn nhé. Tôi nhặt lại răm, lọc những cái rễ thừa đi thôi. Không phải cây nào cũng đục, cây nào đáng đục thì chúng ta mới đục. Các bạn thấy bây giờ bệ này nó nổi lên rồi. Lúc trước là nó hơi chìm, chúng tôi nâng lên một chút. Và chúng tôi xoay cái ngọn lái về đằng cạnh một chút. Và lúc trước các bạn thấy cái rễ nó che mất cái thân cốt. Ok, có lẽ là tôi xin kết thúc video này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành và theo dõi trên kênh. Và đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video sau. Chúng tôi vẫn tiếp tục ở tại Gia Lâm, Đông Anh, Hà Nội.